Có ai mà có cái nết ăn cỡ thằng Sòi không? Mới ăn xong mà thấy người ta ăn cái gì á là nó cũng la bay bãi nó đòi ăn bằng được nha. Như kiểu là tôi bỏ đói nó 3 ngày 3 đêm gì đó mọi người. Mà nếu không đáp ứng kịp cho nó là cái thái độ nó ghê gớm lắm, mọi người không tưởng tượng được đâu. Nó ăn vạ ha, rồi mắt nó liếc, dỗi đủ 7 7 4 9 tư thế luôn. Cái kiểu thằng Sòi á là nó phải làm cho người ta tập trung sự chú ý vào nó 100%. Người ta ăn nó cũng phải vội vàng mà đứng lên để hầu nó. Chứ giờ ngồi ăn á mà mồm nó cứ la làng nó chửi, chân tay nó đứng ngồi không yên thì ăn cũng đâu có ngon đâu mọi người. Từ từ đấy. Sao? Đấy là gãy cho con đây rồi mà. Đồ ăn của con này. Phải không? Phải không? Đúng ý con chưa? Chửi gì dữ vậy? Thôi lại đây ăn đi. Mọi người có bình luận gì về cái nết của thằng Sòi á thì cứ để lại vô tư, để lát nữa tôi đưa cho nó đọc nha.